Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của Phương Bò. Hôm nay Phương Bò xin review bán hộ ông anh con bò Kem Pháp. Bò mới được gần 7 tháng. Bò rất là đẹp. À, các bác nhìn. Đầu trái mình rất là thuận luôn. Em review cụ thể trước bác nhìn này. Đó. Trái mình này. Quá ok luôn, dòng này là cái chăm sóc rất là dễ lành. Đấy. Quá dễ chăm, dòng này bây giờ nhiều người cũng đang mua về gây lái này. Đấy, nhìn mông trái mình rất là đẹp luôn. Đó. Dòng này các bác chăm sóc rất là dễ vì dòng này rất là hay ăn luôn. Đây. Trái mình rốn luôn từ trước về sau luôn, rốn dài rất đẹp, chân móng này. Quá ok luôn. Đấy, các bác nhìn này. Em review cụ thể từ trước sau cho các bác xem cụ thể chi tiết. Trái mình rất là đẹp. Đấy, bốn vú dành. Quáy chuẩn này. Đấy. Quáy rất là chuẩn luôn. Quay đầu ấy. Dòng này cái nuôi rất là hay ăn, chăm sóc dễ. Nhiều người đang nhờ mình bắt cho một số bò như thế này nhưng mà thực sự là cũng hơi ít. Vì đợt này bà con thấy chủ hay thụ tinh bò 3B nhiều. Nên là dòng cái này cũng rất là ít. Ngoài Bắc mình bà con hay thụ tinh bò 3B nhiều hơn. Dòng này được cái gây lái nó cũng rất là tốt, đẻ 51. Trái mình rất là đẹp bà con này. Nhìn cái mông này. Đấy, cấu đuôi này. Trái mình nó phải vuông vắn đẹp. Nuôi những con bò giống các bác phải lưu ý nhìn cái trái mình nó phải dày mình một chút. Đấy, chân tay móng rất là thuận luôn. Các bác nào mà có nhu cầu thì điện thoại trực tiếp cho em.